Thưa quý vị và các bạn, trong các chương trình thời sự vừa qua, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng đốt rác thải tại bãi rác thôn Hạ Tần, xã Vĩnh Khúc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như đời sống của hơn 500 hộ dân của thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Sau phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang và xã Vĩnh Khúc đang khẩn trương vào cuộc để khắc phục tình trạng này. Xã Vĩnh Khúc đã huy động nhân công để thực hiện bơm nước dập lửa mỗi khi tiếp nhận thông tin bãi rác bị đốt, quán triệt đến các tổ đội vệ sinh môi trường trên địa bàn, siết chặt công tác quản lý, nhất là khóa cổng cửa và thực hiện đổ rác đúng theo lịch quy định của từng thôn, tránh tình trạng đổ rác trộm. Sau khi đài truyền hình tỉnh đưa thông tin về bãi rác nằm trên địa bàn xã do người dân đốt, thì ngày 22 chúng tôi cũng đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn thuê một cái xe chuyên dụng, xe bồn chuyên dụng để bơm nước dập tắt, điều tiết một cái máy xúc cào các cái chỗ dày ra cho máy để phun, thì đến hiện tại cơ bản là đã tắt hết. Hiện nay là chúng tôi đã làm việc với Hạt Giao thông rồi và cũng đã có cái lịch cụ thể là cũng sẽ vận chuyển trong 1-2 tuần tới. Thực tế, việc bãi rác không còn tình trạng cháy triền miên hàng ngày giúp cho không khí, môi trường của người dân xung quanh, nhất là thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than đã được cải thiện đáng kể. Nói chung là cái sự cháy nó đỡ, đảm bảo cái môi trường cũng như là cái đời sống của bà con ở khu vực lân cận bãi rác. Sau khi mà có kiến nghị của người dân, bên truyền hình cũng về làm công sự, cũng được các cơ quan chức năng từ xã đến huyện can thiệp vào cuộc. Chúng tôi cũng thấy là cải thiện cũng được gọn gàng hơn, quy củ hơn. Lý giải về việc tồn đọng rác thải, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang cho biết, do trước đây bãi rác này có chức năng tập kết và được trung chuyển đi xử lý toàn bộ, song lượng rác mỗi ngày lớn, đơn vị xử lý rác là công ty Urenco 11, mặc dù đã tăng khối lượng xử lý rác, song chỉ đáp ứng được khoảng 20% lượng rác. Do đó xảy ra tình trạng đơn vị thu gom hoặc người dân đốt rác để xử lý tạm thời. Với chức năng là quản lý nhà nước thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đề nghị ủy ban nhân dân các xã khắc phục những cái tồn tại. Công ty Urenco 11 là đơn vị đang tiếp nhận và xử lý cái rác thải sinh hoạt của huyện Văn Giang, cũng có tiến hành là khảo sát để tổ chức thu gom, thì Hạt Giao thông cũng đã báo cáo với lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sẽ định hướng sẽ về thu gom tại cái điểm tập kết xã Vĩnh Khúc để giảm tải cái lượng tồn đọng ở đó để tiếp tục tập kết cho hai địa phương, vì hai địa phương này có cái số dân số đông gần như nhất huyện. Đây đều là những giải pháp mang tính tạm thời. Để khắc phục tình trạng này một cách căn cơ, lâu dài, chính quyền địa phương vẫn còn nhiều lúng túng, chủ yếu chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại hộ gia đình. Cần phối hợp với ngành chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi đổ đốt rác thải không đúng quy định.